Ok, xin chào mọi người. Đây là một con xe Exciter 150. Rồi, thì cái chiếc xe này đây thì khách ở dưới tỉnh gửi xe qua trành xe và mình tự chạy xe tải ra ngoài mình nhận đem về nhà luôn. Thì cái chiếc xe này lúc mà hiện trạng mình nhận thì nói chung là cơ bản là tháng trước tháng sau nó đã lên 2 bít trước sau rồi, nhưng mà bát biết gì của nó rất là tá lả tào lao, chêm cục canh rồi long đền gì tá lả bình hết xài, nói chung là rất là chán, mọi thứ rất là tệ. Nên là mình đã quyết định là đưa cho mình để mà mình xử lý lại hết toàn bộ phần đĩa thắng rồi tới cả phần heo thắng các kiểu đầy đủ. Đây, để mình sẽ quay cái con xe này ra cho mấy bạn xem ha. Thì vừa rồi là một cái công đoạn là sau khi mình đã hoàn thành chiếc xe thì mình đã quyết định là mình rửa xe nó thêm luôn cho nó đẹp. À, đây thì đầu tiên là cái phần dàn thắng mà mình làm là mình làm thêm, có nghĩa là mình thay cái đĩa, mình làm lại nguyên bộ bát CNC. Rồi thì cái phần đĩa thắng và bát CNC, cái đĩa thắng này á, là do khách chọn, khách thích mua cái mẫu này nên mình mua cái mẫu này cho khách. Thật ra thì mình cũng không thích những cái mẫu mà hoa văn nhiều lắm, nhưng mà khách thích yêu cầu thì muốn là được thôi. Mình thì đa phần là mình thích những cái kiểu truyền thống giống như là đĩa zin winner hay gì đó thì nó sẽ dễ xài hơn. Còn với những đĩa hoa văn này thì tùy người thích, nhưng mà chủ xe thích là ok rồi. Đó, rồi bắt đầu tới bát CNC. Hồi xưa có lúc đó nó chế rồi mài bát, mài tùm lum tá lả, gắn rất là quay rất là nặng, cứng rồi long đền tùm lum luôn. Nên mình đã quyết định mình xử lý. Rồi, thì nói chung là xe sau đó mình xử lý lại cái phần hai cái dây dầu, hai cái dây của ống ga. Bình thường hai dây ống ga nằm dưới thì bây giờ mình sửa lại theo ý khách là hai ống dây nằm ở trên đây, để mà cho nó nhìn cái xì tai, nhìn cho nó chất với lại cái cầm co xa này. Rồi, xe này thì chủ xe có cổ titan này đó, rồi vô gấp nhôm phía đằng sau. Thì có một cái nữa đó chính là khách đã mua một cái ben tháo xe của mình. Đây là một cái ben Brembo bình dầu liền. Rồi, và mình chế cái bát CNC bắt ben nằm ở phía bên ngoài đây luôn đó. Thì dĩ nhiên là sau khi mình chế cái bắt ben rồi thì cái cần thắng này là bình thường zin của nó là xinox, thì mình hàn chế vô nó sẽ là màu sắc đen. Nhưng mà sau đó mình không muốn chỗ này nhìn nó là sắc đen nên mình đã quyết định là mình bỏ cái cần thắng này để xi lại luôn, để bởi vì bạn nhìn bây giờ là hiện giờ nhìn vào là như zin đó, và cái thế đạp nó rất là ok đó. Cái ben bây giờ mình sẽ để lộ bên ngoài như thế này thì sẽ tăng phần nhận diện thương hiệu ben hơn. Còn ben tháo xe thì nó hơi chày thì phải chịu thôi, vì ben đã sử dụng rồi mà. Rồi, ok, tới phía đằng sau thì đây là một cái bát heo CNC. Đây, đó, gắn vô. Rồi khách thêm đĩa đằng sau. Đó, bát CNC nha. Rồi bắt vô là không có chêm chiếc gì long đền gì hết, vẫn xài zin bình thường. Rồi vô cái đĩa sau. Đó là chỉ là những phần mình làm đó, nghĩa là mình chỉ làm phần đĩa sau, đĩa trước, bát heo trước, bát heo sau và làm bát rock band. Rồi sau đó là rửa nhẹ chiếc xe nữa thôi. Rồi, nếu mà ai mà chuẩn bị ăn Tết mà muốn dọn xe, rửa xe hay là sơn xe hay cái gì đó thì nhớ hãy liên hệ với kỹ sư Hẻm nha. Mình nhận xe ở cả hai tiệm luôn, là ở Gò Vấp lẫn Phan Trị. Thì ở tiệm nào nhận thì làm cái gì sẽ cũng sẽ được xe bán tải chuyên chở từ tiệm này qua tiệm kia nếu mà bên đây không làm. Đó là thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó chính là thời gian. Mọi người là phải thư thả thời gian chứ mà không có gấp gáp quá thì không có được nha. Rồi, chào mọi người. Hy vọng là mọi người đã có một cái video thật là vui vẻ.